Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Sử Ký thứ nhì, chương 1. Salomon, con trai David, được vững bền trong nước mình. Jehovah Đức Chúa Trời người ở cùng người và làm cho người rất thịnh vượng. Salomon truyền bảo cả Israel, các quan tướng ngàn người và trăm người, các quan xét và hết thảy các trưởng trong Israel là các trưởng tộc phải đến. Đoạn, Salomon và cả hội chúng đều đi lên nơi cao tại Gabaon, vì ở đó có hội mạc của Đức Chúa Trời mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã làm nơi đồng vắng. Nhưng David đã rước hòm Đức Chúa Trời từ Kiriath-Jearim lên đến nơi người đã dọn sẵn cho hòm, vì người đã dựng cho hòm ấy một cái trại tại Jerusalem. Vả, ở trước đền tạm của Đức Giê-hô-va có bàn thờ đồng mà Bết-sa-lê-ên, con trai Uri, cháu Hu-rơ đã làm. Salomon và hội chúng đều đến nơi đó. Salomon bèn lên đến bàn thờ bằng đồng đặt ở trước mặt Đức Giê-hô-va tại hội mạc và dâng 1000 của lễ thiêu trên bàn thờ ấy. Chánh đêm ấy, Đức Chúa Trời hiện đến cùng Salomon mà phán rằng: Ngươi muốn ta ban cho điều gì? Hãy xin đi. Salomon thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chúa đã ban ơn rộng cho David cha tôi và đã đặt tôi làm vua thế cho người. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, bây giờ nguyện cho lời Chúa hứa cùng David cha tôi được ứng nghiệm, vì Chúa đã lập tôi lên làm vua dân sự này đông như bụi đất. Vậy, xin Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan và tri thức để tôi ra vào trước mặt dân sự này, vì ai dễ xét đoán được dân của Chúa rất đông dường kia? Đức Chúa Trời phán với Salomon rằng: Ta đã lập ngươi làm vua dân sự ta. Vả, vì ngươi có lòng như vậy, không có cầu xin sự giàu có của cải tôn vinh hay là mạng sống của những kẻ ghen ghét ngươi, và cũng chẳng có xin sự sống lâu, nhưng lại cầu xin sự khôn ngoan và tri thức cho mình để xét đoán dân sự ta. Nên ta đã ban sự khôn ngoan và tri thức cho ngươi, ta lại sẽ ban cho ngươi sự giàu có của cải tôn vinh, đến độ các vua trước ngươi không hề có như vậy, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có vua nào được như thế. Đoạn, Salomon từ nơi cao tại Gabaon ở trước hội mạc trở về Jerusalem và người cai trị Israel. Salomon nhóm những xe và lính kỵ được 1400 cỗ xe và 12000 lính kỵ. Người để nó trong thành chứa xe và gần nơi vua tại Jerusalem. Vua làm cho bạc vàng trong Jerusalem ra thường như đá sỏi và cây bá hương nhiều như cây sung nơi đồng bằng. Con ngựa của Salomon đều từ Egypto mà ra. Các con buôn của vua đi lãnh mua nó từng bầy, mỗi bầy theo giá nhất định. Người ta từ xứ Egypto mua đem lên một cái xe giá 600 siếc lơ bạc, còn một con ngựa giá 150 siếc lơ. Các vua dân Hê-tít và vua Syri cũng theo giá ấy nhờ những con buôn của vua mà mua về. Chương 2. Vả Salomon định cất một cái đền cho danh Đức Giê-hô-va và một cái cung cho nước mình. Salomon mang lựa 7 vạn người bưng gánh, 8 vạn người thợ đẽo đá trên núi và 3600 người đốc công. Salomon sai đến Hiram vua Tyre mà nói rằng: Vua đã hậu đãi David cha tôi, cung cấp cây bá hương cho người đặng cất cái cung để người ở. Xin vua cũng hãy đãi tôi như thế. Này, tôi toan cất một đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, biệt đền ấy riêng ra thánh cho Ngài, đặng xong nhũ hương trước mặt Ngài, bày bánh trần thiết luôn luôn, dâng của lễ thiêu về buổi sáng và về buổi chiều, hoặc trong ngày Sa-bát, ngày mùng 1, hay là trong những ngày lễ định của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi,
Điều đó vốn là một lệ định cho Israel đến đời đời. Đức Chúa Trời chúng tôi vốn cao sang, vượt qua hết các thần, nên cái đền tôi toan cất sẽ nguy nga. Chớ thì ai có sức xây cất cho Chúa một cái đền? Vì trời và đến đổi trời của các từng trời còn chẳng chứa Ngài được thay. Vậy tôi là ai mà cất được một cái đền cho Chúa? Cất nó chẳng qua là để xông hương tại trước mặt Ngài đó thôi. Vậy bây giờ, vua hãy sai đến cùng tôi một người giỏi về nghề chế đồ vàng, bạc, đồng, sắt, thạo dệt bằng chỉ tím, đỏ và xanh, cùng biết chạm trổ đủ nghề, để làm việc với những người tài giỏi ở bên tôi tại Giuđa và Jerusalem mà David cha tôi đã sắm sẵn. Cũng hãy lấy ở Liban gỗ bá hương, gỗ tòng và gỗ bạch đàn hương mà gửi đến cho tôi, vì tôi vẫn biết rằng các tôi tớ vua đều thạo đốn cây trên Liban. Này, các tôi tớ tôi cũng sẽ giúp đỡ các tôi tớ vua đặng lo đốn sắm sửa cây gỗ cho nhiều, vì cái đền mà tôi toan cất sẽ nguy nga lạ kỳ. Tôi sẽ cấp cho các tôi tớ vua là những kẻ đốn cây 2 vạn cô rơ lúa miếng giả rồi, 2 vạn cô rơ lúa mạch, 2 vạn bát rượu và 2 vạn bát dầu. Hiram vua Tyre bèn viết thư gửi cho Salomon mà rằng: vì cớ Đức Giê-hô-va yêu thương dân sự mình, nên Ngài đã lập vua làm vua trên chúng. Hiram lại nói: ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel là đấng dựng nên trời đất, vì Ngài đã ban cho vua David một con trai khôn ngoan, dễ dặt, thông minh, để cất một cái đền cho Ngài và một cái cung cho nước người. Bây giờ, tôi sai đến cho vua một người khéo, có trí thông sáng là Huram Abi, con trai của người đàn bà về chi phái Đan, cha người là dân Tyre, người giỏi về nghề chế đồ vàng, bạc, đồng, sắt, đá và gỗ, thạo dệt chỉ tím xanh và đỏ sậm, cùng chỉ gai trắng xe mịn, cũng biết làm các thứ chạm trổ và tạo ra đủ thứ vật xảo mà người ta sẽ biểu nó làm. Nó sẽ làm việc với những thợ khéo của thân phụ vua là David chúa tôi. Vậy bây giờ, xin chúa tôi hãy gửi cho các tôi tớ chúa lúa miếng, lúa mạch, dầu và rượu mà chúa tôi đã nói đến. Còn chúng tôi sẽ đốn gỗ tại trên Liban theo số bao nhiêu vua cần dùng, rồi kết thành bè, đem ra biển đến Gia-phô. Đoạn vua sẽ chở lên Jerusalem. Salomon bèn điểm soát các người ngoại quốc ở trong nước Israel tùy theo số David cha người đã điểm soát, thấy được 153,600 người. Trong số đó, người đặt 7,000 người làm kẻ khiêng gánh, 8,000 người đẽo đá trên núi và 3,600 người đốc công đặng sai khiến dân chúng làm việc. Chương 3. Salomon khởi cất đền Đức Giê-hô-va tại Jerusalem trên núi Moria, là nơi Đức Giê-hô-va đã hiện ra cùng David cha người tại trên chỗ mà David đã dọn, tức là trong sân đạp lúa của Ornan người Jebusit. Salomon khởi xây cất nhằm ngày mùng 2 tháng 2 năm thứ 4 đời người trị vì. Này là nền Salomon đã lập đặng cất đền của Đức Chúa Trời. Bề dài theo thước xưa là 60 thước và bề ngang 20 thước. Hiên cửa ở phía trước bề dài 20 thước y như bề ngang của đền vậy, và bề cao 120 thước. Người bọc bề trong bằng vàng ròng. Cái vách đền lớn người lợp bằng gỗ bá hương và bọc vàng ròng, chạm hình cây chà là và dây xích ở trên. Người lót đền bằng đá quý đặng trang sức nó, vàng là vàng phạt va im. Người lại bọc vàng cái đền, mè, ngạch cửa, vách và cửa của đền. Còn trên vách thì chạm hình cherubim. Người cũng làm nơi chí thánh, bề dài 20 thước, y như bề ngang của đền, và bề ngang cũng 20 thước. Người bọc nơi ấy bằng vàng ròng. Vàng dùng cộng đặng 600 ta lân. Những đinh vàng cân nặng 50 siếc lơ. Người cũng bọc vàng các phòng cao. Tại trong nơi chí thánh, người làm 2 cherubim, cứ phép trổ tượng rồi bọc vàng. 4 cánh của 2 cherubim dài 20 thước. Cánh này của cherubim bên hữu dài 5 thước, đụng đến vách đền. Còn cánh kia cũng dài 5 thước và đụng cánh của cherubim bên tả. Cánh này của cherubim về bên tả dài 5 thước và đụng đến vách đền.
Còn cánh kia cũng dài 5 thước, tiếp giáp với cánh cherubim về bên hữu. Các cánh của 2 cherubim đều xòe ra, cộng dài 20 thước. 2 cherubim đứng thẳng chân lên, ngảnh mặt hướng về nơi thánh. Người lại chế bức màn bằng chỉ màu xanh, màu tím, màu đỏ sậm, cùng chỉ gai xe mịn, rồi ở trên thêu hình cherubim. Đằng trước đền, người xây 2 cây trụ, bề cao 35 thước, đầu trụ ở trên chót 2 trụ được 5 thước. Người lại làm dây xích, giống như dây xích trong nơi chí thánh để trên chót trụ, rồi làm 100 trái lựu mà gắn nơi dây xích ấy. Người dựng 2 trụ đó ở trước đền thờ, cây này bên hữu, cây kia bên tả, đặt tên cây bên hữu là Gia-kin và cây bên tả là Bô-ách. Chương 8. Cho nên, hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Và chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Vậy hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Thật, anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi, đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi. Và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba, Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại, nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời, và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra, vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ Đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu, khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy.
vì chúng ta được cứu trong sự trông kệ. Nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa. Mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song, nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phận. Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Chương 9. Tôi nói thật trong đấng Christ, tôi không nói dối. Lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh. Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn, bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi đấng Christ. Vì anh em bà con tôi theo phần xác, tức là dân Israel, là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa, là dân sinh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác bởi dân ấy sinh ra đấng Christ, là đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Amen. Ấy chẳng phải lời Đức Chúa Trời là vô ích, vì những kẻ bởi Israel sinh hạ chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Israel. Cũng không phải vì là dòng dõi của Abraham thì hết thảy đều là con cái người. Nhưng có chép rằng, ấy là bởi Isaac mà ngươi sẽ có một dòng dõi gọi theo tên ngươi. Nghĩa là chẳng phải con cái thuộc về xác thịt là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái thuộc về lời hứa thì được kể là dòng dõi Abraham vậy. Và lời này thật là một lời hứa: cũng kỳ này ta sẽ lại đến, Sarah sẽ có một con trai. Nào những thế thôi, về phần Rebecca, khi bà ấy bởi tổ phụ chúng ta là Isaac mà có thai đôi cũng vậy. Vì khi hai con chưa sinh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ, hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm nhưng cứ đấng kêu gọi, thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng: đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ. Như có chép rằng: ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy. Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng: ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót
kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Trong Kinh Thánh cũng có phán cùng Pharaoh rằng: này là cớ vì sao ta đã dấy ngươi lên? Ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất. Như vậy, Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm. Vậy thì ngươi sẽ hỏi ta rằng: sao Ngài còn quở trách? Vì có ai chống lại ý muốn Ngài được chăng? Nhưng hỡi người, ngươi là ai mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắng nên mình rằng: sao ngươi đã làm nên ta như vậy? Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng việc sang trọng, lại hạng khác để dùng việc hèn hạ sao? Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn thạnh nộ và làm cho biết quyền phép Ngài, đã lấy lòng khoan nhẫn lớn, chịu những bình đáng giận sẵn cho sự hư mất, để cũng làm cho biết sự giàu có của vinh hiển Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển, thì còn nói chi được ư? Đó, tôi nói về chúng ta là kẻ Ngài đã gọi, chẳng những từ trong người Giu-đa mà cũng từ trong dân ngoại nữa. Như Ngài phán trong sách Ô-sê rằng: ta sẽ gọi kẻ chẳng phải dân ta là dân ta, kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. Lại xảy ra trong nơi Ngài phán cùng họ rằng: các ngươi chẳng phải là dân ta đâu. Cũng tại nơi đó, họ sẽ được xưng là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Còn Ê-sai nói về dân Israel mà kêu lên rằng: dầu số con cái Israel như cát dưới biển, chỉ một phần sót lại sẽ được cứu mà thôi, vì Chúa sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài cách trọn vẹn và vội vàng trên đất. Lại như Ê-sai đã nói tiên tri rằng: nếu Chúa vạn quân chẳng để lại một cái mầm của dòng giống chúng ta, thì chúng ta đã trở nên như thành Sodom và giống như thành Gomorrơ vậy. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Những dân ngoại chẳng tìm sự công bình thì đã được sự công bình, nhưng là sự công bình đến bởi đức tin. Còn như dân Israel tìm luật pháp của sự công bình thì không đạt đến luật pháp ấy. Tại sao? Tại họ chẳng bởi đức tin mà tìm, nhưng bởi việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá ngăn trở, như có chép rằng: này, ta để tại Siôn một hòn đá ngăn trở, tức là hòn đá lớn làm cho vấp ngã. Hễ ai tin đến thì khỏi bị hổ thẹn. Chương 10. Hỏi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Và Môi-se luận sự công bình đến bởi luật pháp cách này: hễ ai làm theo điều đó thì nhờ đó mà sống. Nhưng sự công bình đến bởi đức tin thì nói như vậy: chớ nói trong lòng ngươi rằng ai sẽ lên trời, ấy là để đem Đấng Christ xuống, hay là ai sẽ xuống vực sâu, ấy là để đem Đấng Christ từ trong kẻ chết lại lên. Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra, và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Và Kinh Thánh nói rằng kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giu-đa và người Gô-rét không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được?
chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại, nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng, những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu. Vì Ê-sai có nói rằng, lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Nhưng tôi hỏi, có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất và lời của sứ giả đã đạt đến cùng thế gian. Tôi lại hỏi, thế mà dân Israel chẳng biết chi hết sao? Môi-se đã nói rằng, ta sẽ dục lòng ganh tị các ngươi bởi kẻ chẳng phải là dân, ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một dân ngu dốt. Lại Ê-sai nói cách bạo dạn rằng, những kẻ chẳng tìm kiếm ta thì đã gặp thấy ta, ta đã tỏ mình ra cho kẻ chẳng hỏi han ta. Song về dân Israel thì rằng, ta đã giơ tay ra cả ngày hướng về dân bội nghịch và hay nói trái. Thi Thiên 136. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Chúa của muôn Chúa vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Chỉ một mình Ngài làm nên các phép lạ lớn lao vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài đã nhờ sự khôn sáng mà dựng nên các tầng trời vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài trương đất ra trên các nước vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Dựng nên những vì sáng lớn vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Mặt trời đặng cai trị ban ngày vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Mặt trăng và các ngôi sao đặng cai trị ban đêm vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài đã đánh giết các con đầu lòng xứ Ai Cập vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đem Israel ra khỏi giữa chúng nó vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Dùng cánh tay quyền năng giơ thẳng ra vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài phân biển đỏ ra làm hai vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Khiến Israel đi qua giữa biển ấy vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Xô Pharaon và cả đảo binh người xuống biển đỏ vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài dẫn dân sự Ngài qua đồng vắng vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đánh bại các vua lớn vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đánh giết những vua có danh vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Tức là Si-hôn vua dân Amorit vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Và Ốc vua Ba-san vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài ban xứ chúng nó làm sản nghiệp vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Tức làm sản nghiệp cho Israel là kẻ tôi tớ Ngài vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài nhớ đến bậc hèn hạ chúng tôi vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Giải cứu chúng tôi khỏi kẻ cừu địch vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài cũng ban đồ ăn cho mọi loài xác thịt vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các tầng trời vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy.
Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.